Rồi cái này là sale nha quý vị nha, sale nha. Có mấy má vô duyên tự nhiên vô cái làm trai xấu quá kệ mẹ tao. Trời ơi trời, má tao đẻ tao ra tao đàn ông, không lẽ tao phải bắt tao làm đàn bà hoài. Cũng có ngày chứ, bữa tao làm con trai, tao làm con gái. Hôm nay like gì vậy? Hôm nay chị sẽ like đó là chỗ gì vậy bông xuống để che cái like rồi sao? Rồi đó, để em xuống. Cái này em làm cái thùng để em ghi tên nha, em ghi cái nickname đó. Cho cái lố bịch đi, một cái lố bịch đi. Em sẽ hàng bơm cho quý vị luôn nha, ha. Cúp cái đầu xuống. Rồi. Bơm cho quý vị luôn là ai lấy á, bữa nay em review bằng tay. Qua đây luôn cô ơi. Em review bằng tay cho nên ai lấy cái gì thì comment. Rồi sau đó em sẽ ghi bằng tay cho quý vị nha. Em ghi bằng tay luôn ha. Được em đóng như đó lên trước nè. Rồi, bơm nè, đó, hàng bơm tùm lum tùm la nè quý vị ơi. Để bây giờ xả hàng bơm nha. Cả đống, cả ơ, cả làng, cả xã ở đây nè, trời đất ơi. Hàng bơm thì nó sẽ rẻ hơn bình thường nha quý vị. Hàng bơm rẻ hơn bình thường tí xíu. Ừ, đó. Bữa nay nha, dịch Covid trở lại này nè, mấy con hà bá mà bơm, con hổng bơm khẩu trang tao đi ha. Tao giái tụi bay bị Covid tao nói thiệt. Vì tụi bay ác quá. Tụi bay mua khẩu trang để mà bảo vệ sức khỏe tụi bay, còn bơm người ta. Rồi bây giờ nè, ai đặt cái gì chốt giùm nha. Đặt cái quần gì mà nó bơm đây. Đâu kiểu chạy có dây cơ. Trời ơi. Rồi mặt nạ dưỡng da nha quý vị ơi. Mặt nạ là vàng 24. Mặt nạ vàng 24 này, này phải mặt nạ vàng không vậy? Này nè, sủi bọt rồi lọt qua giùm đi. Đó. Rồi, mặt nạ vàng 24 quý vị. Mặt nạ vàng 24 nha, có một hộp duy nhất thôi. Mặt nạ vàng thì bữa hổm Su bán là 180.000 một hộp. Trong livestream này 60.000 một hộp nha. 60.000 một hộp, ai đặt hàng để lại số điện thoại địa chỉ giùm em. Khỏi địa chỉ để số điện thoại thôi. 60.000. Hộp này 60 nha quý vị ơi. 60k đó. Ghi luôn 60k cho quý vị luôn, rất là rẻ. Chương trình sale là rất là rẻ luôn. Đó, máy hút bụi mini. Nhà em bữa nay có máy hút bụi mini nữa. Ai mua tiệm bán rẻ không cho. Rồi ok, em chúc cho anh đi le. Ok mọi người để số điện thoại thôi, khỏi địa chỉ nha. Tại bữa nay em in em ghi bill bằng tay, không có máy. 433 rồi. 433. Ok anh đi le nè. Dọn cái bàn đó ra luôn đi bu. Đặng lát coi nhớ tên dọn đơn giùm xuống. Nè, một hộp. Rồi, mặt nạ sủi bọt. Mặt nạ sủi bọt 150.000, 60 luôn quý vị. Mặt nạ sủi bọt 60.000 luôn. Mặt nạ sủi bọt thải độc 60. Ai lấy comment giùm em mặt nạ sủi bọt, mặt nạ thải độc hoặc là mặt nạ sủi bọt nha quý vị nha. Mặt nạ sủi bọt hoặc là mặt nạ thải độc. Đó. Ghi giùm em, ghi rõ giùm em nha, mặt nạ sủi bọt hoặc là mặt nạ thải độc ha. Có 60 thôi. Trời ơi mấy cái mặt nạ này nè, bơm nữa nè. Đó. Ở luôn Hòa Lạc nè. Trăm mập. Máy hút bụi đợi xíu rồi. Anh đi ủa lộn. Mặt nạ sủi bọt em chốt cho. Ủa Sushi Thảo. Ê bà Sushi Thảo. Bữa hổm bà có đặt chai này bà chưa có lấy nè bà Sushi Thảo, giờ bà lấy luôn không? Còn không tôi sale cho người ta. Cái chai này em bữa hổm bà đặt nè. Bữa hổm bà đặt cái chai của Long nè, có lấy luôn không? Bà nội Sushi Thảo. Áp hết về hạn rồi. Rồi chú Su ghi cho Sushi Thảo nha. Lấy luôn cái hộp hộp ấy không? 578253 rồi. Sushi Thảo chốt nha. Rồi chốt cho Sushi Thảo cái hộp này. Rồi chốt cho Sushi Thảo mặt nạ sủi bọt. Hàng sale, hàng bơm. Cho mọi người cứ chờ em khui là được. Đợi xíu thì mấy cái nút qua đợi chút. Rồi khui dùm cái này coi cái gì vậy? Này, chai nước hoa. Trời ơi, chai nước hoa quý vị ơi, chai nước hoa mini. Bây giờ gom nước hoa mini lên sale một lượt nha. Ủa mặt nạ sủi bọt còn 2 hộp nè. Cho Anile 1 hộp, Anile dồn đơn 1 hộp. Mặt nạ sủi bọt cường xéo, cường xèo chứ lộn, cường xèo 60 nha, ghi lên 60 nha, 60k nha. Mặt nạ sủi bọt cho cường xèo nha. Ngày mai điện thoại nhân viên gọi chốt đơn giùm em nha quý vị nha. Rồi cường xèo 1 hộp luôn, chốt luôn nè. Rồi mặt nạ nữa quý vị, mặt nạ nữa luôn. Rồi mặt nạ 10 cái này là 10 cái tặng một cái là 11 cái nha. Mặt nạ này sử dụng rất là tốt, mặt ai bị mụn sử dụng cái này giùm em, mặt ai bị mụn sử dụng cái này giùm em nha. Cái bộ này 11 cái mặt nạ trong đây, một bình thường em bán là 199.000 đó, 199.000 thì bữa nay em sale cho gì là 80.000 một mặt nạ này, xài cực kỳ tốt. 2, 3, 4, 5, 6, 6 hộp, còn 6 hộp. Mặt nạ này xài cực kỳ tốt luôn, mặt nạ yến nha quý vị nha. Comment giùm em mặt nạ 80 kèm số điện thoại giùm em ha. Em thấy ai đặt thì em ghi tên đó. Mặt mâm đắp dừa nha. Rồi anh Andile 1 hộp. Rồi Angela Băng Nhi 1 hộp. Em chốt cho Andile nha, 80 anh lấy đại 2 hộp đi anh ơi. Băng Nhi 1 hộp nè, còn 6 hộp đó anh lấy luôn đi, lấy đại 2 hộp đi anh Andile cho, tại vì xả qua hàng qua mẫu luôn anh ơi đó. Rồi chốt cho Băng Nhi rồi nha, Băng Nhi nha. Mặt nạ dưỡng da nha quý vị, mặt nạ dưỡng da ai bị mụn bị thâm xài cái đó rất là tốt đây nè đó. Nó gồm có 11 cái như thế này nha quý vị nha, sử dụng tha hồ sử dụng luôn. Em còn 6 hộp thưa quý vị, 80.000 1 hộp, anh Andile 2 hộp luôn. Ngọc Trinh, chốt cho Ngọc Trinh luôn nha. Rồi Angela Băng Nhi 2 hộp luôn. Rồi Angela Băng Nhi 2 hộp, Ngọc Trinh 1 hộp. Rồi anh chưa cạo rau kìa. Rồi Ngọc Trinh 1 hộp, Yến Vũ 1 hộp, rồi hình như hết luôn rồi. Yến Vũ 1 hộp đó là đủ rồi. Yến Vũ 1 hộp. Rồi Xuân em hết nha Mai Xuân ơi. Rồi cái này, trời ơi nó bơm nữa nè, tên gì đây, tên để em coi nó tên gì. Nguyễn Thanh Hiền quý vị ơi, trời ơi trời. Cái này cũng là mặt nạ, cũng là mặt nạ dưỡng da. Nó vừa là mặt nạ dưỡng mà nó là vừa mặt nạ lột. Ai mà đã từng bảy chai, ai đã từng mua hàng của Thái Lan là mọi người sẽ biết mặt nạ này nha. Nha, sẽ biết mặt này. Nè chai này của Phạm Thanh Hiền là bữa đặt không lấy nè, giờ đặt gì nữa, giờ Phạm Thanh Hiền. Ủa phải không? 412 số điện thoại khác. Đây, mặt nạ này còn 7 chai quý vị, bình thường em bán 120.000 một chai nha. Trong livestream này 59.000 một chai, 59.000 một chai nha. Giá rẻ bất ngờ cho mấy cái bịch nhỏ chưa ơi. Có bịch nhỏ. 59.000 một chai mấy anh chị, đưa hết luôn đó. Rồi 59.000 một chai cực kỳ tốt nha. Cái này là nó là vừa là mặt nạ dưỡng mà nó là vừa mặt nạ mà để mình lột mụn ở đầu mũi á mọi người. Cái lột ra lột cái nó làm có mụn của mọi người. Rồi Xuân Thảo 1 chai dồn đơn. Ai sử dụng mặt nạ dưỡng da để cho da đẹp á, sử dụng cái này giùm em thật sự luôn nha. 100% những người Thái Lan về đều mua cái này nha. Ai bán hàng Thái Lan đều có sản phẩm này, lúc nào cũng còn sản phẩm này. Bởi vì sao? Rất là tốt. Điệu quá hả? Trời, số đẹp đâu. Số điệu nha. Rồi ai lấy mặt nạ vàng 24 thì comment nha quý vị nha. Còn cái này là máy hút bụi mini quý vị ha. Máy hút bụi mini cầm tay xài rất là tốt luôn nha. Cái nước hoa này, cái nào caffeine. các bạn 24 rồi. Thủy Thái là 759. Dạ dạ được, để tôi lạnh lột được. Bán đồ ăn thì bây giờ ai đặt cái gì bán luôn. Đồ ăn có bơm. Đồ ăn có bơm luôn kìa. Thủy Thái một chai nè đã. Ôi ôi đất nè. Rồi mọi người ơi, hãy đặt gì comment. Ai chưa đặt thì chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream giùm em ha. Đó mọi người. Chào vàng, chào Minh Ken. Rồi em chốt cái này. Em chốt cái này nha quý vị nha. Em xuống đòi giùm em. Em cảm ơn. Máy hút bụi hút mụn được không Hà Bá? Máy hút bụi là máy hút bụi. Máy hút bụi 150.000, 150 nha, 150, 150.000. À, mặt này nhau hai cù. Anh ơi, anh Lê Hùng ơi, để xuống thôi địa chỉ là giùm em ha. Lên nước hoa đi rồi, lên chai nước hoa chơi nè. Rồi lên nước hoa mini đồng giá 90. Ai lấy được cái gì lấy. Đó. Ê, cái này nước hoa mini là khu dùng cái. Rồi, em lên nước hoa nha quý vị nha. Dạ giò 200ml hết hàng. Máy hút bụi 100k đi má ơi, vô còn trả giá nữa mấy ông nội. Cho cái bịch bự chú ơi, để má hút bụi nè. Có kem, có serum trị mụn nha Nguyễn Khoa ơi, serum 7 ngày hết mụn nha em, giảm mụn rất là cao. Giờ em chốt cho Lê Hùng bầu xô nha. Đồ ăn hả? Mít 3 hũ chỉ có 100 thôi em. Mít 3 hũ 100 ha. Có kem mụn không Su? Dạ không có kem mụn mà là có serum trị mụn nha quý vị nha, xài rất là tốt. Rồi, một cái. Rồi để em ghi đơn cho anh là Lê Hùng ha. Lê Hùng. Rồi một cái máy hút bụi. Trần Văn Thắng nước hoa mini luôn, nước hoa mini đồng giá 90 quý vị nha. Chai màu hồng ha, màu đen đó. Ai lấy nước hoa mini mấy chai comment thì em lựa mùi thơm cho. Còn có 2, 4, 6, 7 chai thôi. Từng chai cũng mệt lắm quý vị. Cho nên là ai lấy mấy chai cầm em, mấy chai em lựa sẽ mùi. Ví dụ ai là nữ em sẽ lựa mùi nữ. Ví dụ Trần Quang Thắng là BD nè ha, sẽ lựa cái mùi đồng tính. Đó là mùi này. Chai này rất là thơm nha quý vị nha. Cho Trần Văn Thắng chai này luôn nha. Rồi cảm ơn Trần Thắng luôn. Cà phê giảm cân hết rồi quý vị. Còn có 1 bịch nữa bán. Đó là cái gì? Độc chân. Có 3 hũ 500 không? Không nha em. Có kem chị BD không? Có mùi thúi không? Trời ơi Hà Bá. Rồi nước hoa mini một chai là 90.000 quý vị ha. Serum mụn chai serum mụn mình đâu ta? Đâu này mới thấy thầy rồi. Đây hình như sau lưng mấy cái bịch. Không. Kìa nó đây nè. Đóng hộp nè. Đóng hộp sau. Ừ. Đây 90 gì ơi. Ai đặt cái gì comment dùm em nha. 90.000 một chai nước hoa mini. Giá nó rẻ thúi. Nó rẻ mà thúi luôn quý vị. Nước hoa mà cái thúi. Dạ đây là chai serum quý vị. Đây là thương hiệu của em nha. Thương hiệu của em nha. Và được cấp phép của Bộ Y tế thưa quý vị nha. Là sản phẩm được lưu hành. Dạ máy hút bụi. Máy hút bụi mini là 150.000 150.000 nha. Rồi serum trị mụn trong 7 ngày cam kết. Không hết mụn là hoàn tiền ha quý vị ha. Không hết mụn là hoàn tiền cho quý vị luôn. Đó. Một chai chỉ có 220.000 mà sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết. màu đen dưới, màu đen của mình kìa. Đây, một chai serum sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết miễn phí quý vị ha, 220.000 tặng một chai như vậy. Siêu mụn luôn, siêu trị mụn luôn. Siêu mụn luôn nha. Rồi đó, nước hoa rất là nhiều loại nè. Bây giờ em khui chai này ha quý vị ha. Vít, vít là Mỹ, hàng Mỹ nha em ơi, 1.800.000 giảm còn 1.100.000. Mua được chai nào thì mua nha, Tú Tài, hàng Mỹ nha em. Tú Tài đừng có farm nữa em. Chiếc guốc quý vị ơi, chiếc guốc nha. Trời ơi, nó vuột nắp rồi. Tức dễ sợ nhưng mà xịt vẫn được thơm. Này để dành em xịt luôn quý vị nha. Cái chiếc guốc rất là thơm. Đừng có farm nữa em ơi, chị chữ em đó. Rồi, còn mấy chai nước hoa nè. Rồi, rồi chai này quý vị nha, Versace nha, Versace đen, chai Versace màu đen. Chai này là 350.000 giảm còn 150 ha, 150.000 hai đặc. Chỉ là dùm em, mùi thơm, rất thơm, mùi sang trọng quý phái nha, 150 đó. Ai đặt hàng để số điện thoại địa chỉ lại dùm em, nước hoa rất là rẻ, rẻ ơi là rẻ luôn nha quý vị nha, 150 ha, 150. Chai màu cam, serum mụn 220 em ơi. À, chai xịt body còn một chai 99.000 em ơi, body 99.000. À, serum trị mụn là chai này nè các bạn ơi, serum trị mụn là chai này nè. Trương trong phòng hỏi cái chai ruột, cái ruột ở trong đây chứ. Trong phòng đó. Ờ, vô đấy sản xuất luôn, mụn đầu mũi. À, kem body luôn đó, dường được. Serum mụn, Su Su có serum mụn nha. Nguyễn Thanh Hiền cho số điện thoại bạn ơi. Chai trong cái lon á, Su, chai trong cái lon. Đây nè, hàng bơm nè mấy má. Chai nam dưới luôn kìa. Đây nè, đó hàng bơm nè. Trời ơi trời. Đây hàng bơm này. Đây hàng bơm đây. Cái lon. Rồi, Su Su chốt cho Versace 150.000 cho anh Nguyễn Thanh Hiền. Tú Tài để số thoại lại em ơi. Điều cho. Giờ ghi nè. Ai đặt gì để số điện thoại lại quý vị. Rồi, và sát 150. Rồi, chai nước hoa này mùi rất là thơm quý vị ơi. Có ra qua Cambodia được không? Không nghe em nha. Xịt body 99.000. Tú Tài không comment số điện thoại. Su Su chốt cho Ngọc Huyền. Hết rồi, còn body nữa. Đây, Su Su chốt cho body Ngọc Huyền nha. Nguyễn Nhật Khánh ơi, mặt em bị mụn á, trước khi em sức serum mụn này nè. Đó, chai serum mụn là chai như thế này nha quý vị nha. Em xài là em xài muốn hết rồi, em xài sắp hết luôn rồi đó, thấy chưa. Sử dụng như thế này em hướng dẫn mọi người. Và nước hoa 150 em hết nha. Lon đen bao nhiêu vậy Su? Dạ bình thường em bán là 750.000 nha, 750 thì trong live em sale chú gì luôn. Rồi chai này là của nam quý vị, chai này là của nam nha, chai này là của nam, còn chai này là của nữ. Ở chai này của nữ nha, cái chai nó như vậy nè đó, em không có khui ra. Chai của nam bây giờ em sale giáo vậy luôn, 399.000, 399 ha, 399.000 một chai. Chai này không thơm, không lấy tiền nha, không thơm em hoàn tiền lại cho mấy anh chị luôn á, không thơm hoàn tiền lại luôn. Có 399.000 một chai thôi nha. Nước hoa lon chai nữ cũng là 399 luôn. Bữa nay chị chán là con gái này ơi. Rồi ai lấy serum mụn á thì comment giùm em serum mụn nha quý vị nha. Đây, serum mụn mình về mình xài như vậy giùm em, một lần mình xài mình bấm một cái giùm em thôi. Cái chai này là chai em đang xài và mặt em đã sử dụng serum này. Mặt em đã sử dụng serum này rất là lâu rồi quý vị. Dạ, Trần Văn Thắng ơi, lấy chai gì vậy Trần Văn Thắng? Lấy chai nam hay nữ? Trần Văn Thắng có đơn chưa? Rồi Trần Văn Thắng chai nam hay nữ Thắng ơi? Thắng ơi lấy nam đi hả? Rồi vậy chốt em chai con mèo 199 em ơi. Con mèo 199. Ủa chai con mèo này sao mất hết cái hộp này ta? Tôi có thất lạc đâu đó. À đây. Chai con mèo có hai chai 199.000 nha. Tú Tài lấy comment dùm ok nha Tú Tài nha. Con mèo nha, con mèo 199.000 bao thơm ha. Chai màu trắng xanh trên kệ, đợi xíu. Nước hoa lon Nguyễn Trí ơi, lấy nam hay nữ Nguyễn Trí ơi? Nguyễn Trí ơi. Của nam còn không ta? Nam hết rồi. Hết rồi. Con nhà tôi nữa cha. Nghiệp. Rồi một con mèo cho Tú Tài nè. Đó. Nguyễn Nhật Khánh. Nguyễn Nhật Khánh một serum mụn luôn. Rồi Su Su chỉ cho mọi người sử dụng serum mụn bên Su Su nha. Như vậy, cứ vậy. Bấm ra một ống như vậy nè. Rồi nhiễu ở đây ha. Đầu mũi mình. Đó, ở đây. Ở đây 5 điểm nha quý vị nha, 5 điểm cần thiết đó. Cứ một lần bấm xài một ống thôi. Bấm cho nó hết ra thôi, đừng có xài nhiều quá. Mặt mình nó cũng không hấp thụ vô bao nhiêu đâu. Sau đó hoa đều khắp mặt dùm em nha. Hoa đều khắp mặt dùm em. Rồi những ai mà mặt có mụn á, ví dụ ở đây Su Su có mụn thì sau khi thoa đều xong, đó, Su Su sẽ lấy một ít nữa và chấm ở chỗ này một xíu và ít thôi. Đừng chấm nhiều quý vị nha. Đừng chấm nhiều, ít thôi. Một chai serum sử dụng được rất là lâu. Và để mà sử dụng cho da mặt mình tốt á, trước khi mình xức serum đi lấy nhân mụn đã nha. Nguyễn gì? Nguyễn Trí. Nguyễn Trí lấy nam ở nữ. Su Su ghi Nguyễn Nhật Khánh nha. Serum mụn 75840024. Địa chỉ ấp Bửu 1 xã Long Điền. Thì đâu khóc vậy chưa? Long Điền Đông. Ai lấy serum mụn thì cứ comment quý vị. Xài cực kỳ tốt luôn, có kem body. Cái hộp xanh này là kem body nha quý vị nha, kem body nha. Kem body siêu kích trắng. Kem body siêu kích trắng luôn nha quý vị. Là sản phẩm của Hàn Quốc. Nói không với hàng Trung Quốc cũng như là hàng Việt Nam là Su Su không có bán, Su Su chỉ bán hàng của Hàn Quốc thôi. Về mỹ phẩm dưỡng da đó. Huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Rồi serum, một chai serum sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết ha quý vị ha. Nước hoa nữ lon Lua, Lua Nguyễn, nước hoa nữ lon 399 đúng không? Rồi Lua Nguyễn luôn. Chốt cho Lua Nguyễn luôn nha. 063. Rồi Lua Nguyễn chai nước hoa lo Scandal của nữ luôn 399. 399 hay 299? 399 đúng không? Trời ơi nhớ lộn hoài. Dạ, nay có bán trà sữa không? Dạ có anh Quang Lê ơi, anh đặt trà sữa thì đặt Mam Giao nha. Serum 100, serum 220 nha mấy anh chị. Serum 220 Su Su đang sử dụng nè. Thật sự nha, không phải hàng mình bán mà mình nói tốt. Tất cả những hàng Su Su bán Su Su phải xài thử, phải xài trải qua một thời gian xài rất là lâu đó, nó mới dám bán cho mọi người. Tại những sản phẩm mà về làm đẹp không bán tầm bậy tầm bạ được quý vị. Một sâm mụn dòm đơn cho anh đi Lê, anh đi Lê. Rồi bây giờ hồi nãy giờ mấy anh chị hỏi cái hộp này á, thì giới thiệu mấy anh chị đây là hộp body siêu kích trắng nha. Mọi người nhìn tay Su Su trắng không? Rất là trắng. Và bây giờ Su Su tắp kem lên bên đây để cho mọi người xem nó bật tông như thế nào nha. Một hộp kem body 240.000 nha. Và khi mọi người sử dụng trong vòng 3 ngày bật tông, 3 ngày không bật tông hoàn tiền nha. 3 ngày không bật tông hoàn tiền. Và đặc biệt kem sau khi sức vô chừng 3 phút thôi, 3 phút thôi nó thấm liền quý vị. Nó không còn không rít, tắm không trôi luôn nha. Một hộp là 2.4 sẽ được tặng một cái gì? Để tao bào chết. Để tao bào chết trời ơi. Cái cũng sản rồi đó. Nè đây nè quý vị, một hộp kem của em. Đây, kem của em nha quý vị nha. Rồi để em xức ra nè, đó. Em sẽ test trên một tay này cho mấy anh chị coi ha. Quệt kem ra sức, đó. Cái chất kem rất tuyệt vời nha quý vị nha. Rất kem rất là tuyệt vời luôn. Nó đặc, nó rất là đặc. Kem này là kem kích trắng. Kích trắng trong Thái Lan hết rồi con. Rồi từ từ để em test cái. Tại nãy giờ có mấy anh chị hỏi về cái kem body nè, để dưỡng da nè. Mọi người thấy da Su rất là trắng á, là sử dụng cái này. Và đặc biệt là thời gian vừa qua là Su mới đi phim về, như mọi người biết đó là đi quay bộ phim đó là Chào Ba Ba, đó là ngoài nắng rất là nhiều. Và khi mỗi lần mình đi quay phim về là rất là đen, và phải có một cái sản phẩm để dưỡng da liền quý vị nha. Đó, thoa đều cái tay ra một lớp thôi. Và sử dụng, làm ơn sử dụng giùm em đó là sáng và tối thôi nha. Đừng có nghe lời mấy má bán kem rồi bắt đầu kêu hả, trưa mấy anh chị lấy tắm rồi ủa sức rồi bắt đầu ủ giùm em ha, mặc đồ kính vô nó bí, ha, nó bít cái lỗ chân lông nha, nha quý vị nha. Chỉ có ban đêm trời mát hoặc sáng sớm trời nó hừng đông đó, nó mát đó thì sức kem nó thấm vô rất là đã. Trời ơi trưa thì để cái lỗ chân lông cho nó nghỉ ngơi với mấy ma mấy mẹ. Rồi sức đều cái tay ra, mọi người nhìn nè, tay bình thường của Su đã chạm lên kem nó bật tông lên luôn đó, nó bật tông lên khác hẳn luôn đây, thấy chưa. Em nhận được kem rồi Su ơi, xài thích lắm, cảm ơn Trung Hiếu. Trung Hiếu ơi, thu Su thì up quảng cáo với Su với nha Trung Hiếu nha. Đó, rất là trắng. Chốt rồi nha Nguyễn Trí ơi, lúc qua lon hết rồi nha Nguyễn Trí nha. Bây giờ còn còn hai chai này nè, quên còn hai chai này. Cái này nam nữ đều dùng được không quý vị ha? Givenchy. Đó để em sẽ sức luôn bên đây, chứ để em like xong lát quên mai mốt em giống như hấp bạch vô thường, nửa này nửa kia khó coi lắm quý vị nha, cho em sức hết nha quý vị nha. Rồi ok từ từ để sức kem xong cái lên nước qua tiếp mấy bà nội ơi nha, sức kem cho nó trắng. Trời ơi kem này nè, xịt nước lên luôn cho mấy má đi tắm luôn, không trôi không bớt rít, sau chừng 3 phút thôi đó, 3 phút là nó thấm hết vô tay mình luôn, tắm rất là đều, không bị lộ vân kem nha quý vị nha. Một hộp kem body chỉ có là 240.000 một hộp thôi, và nó rất là nhiều. Một cái hộp to đùng như vậy nè, hộp to ơi là to vậy nè. Kem đó có ăn được không? Được nha em nha. Mình có thể bỏ vô ví dụ như là sô-cô-la, nha đam, hoặc là bỏ thức heo. Đó, muốn bỏ gì bỏ. Kem sức người mà hỏi ăn được không? Ăn đi rồi chôn. Nè, quá xuất sắc quý vị. Rồi hai chai này em sale rẻ cho quý vị nha. Này nam nữ đều dùng được, mùi rất là thơm, và đặc biệt cái chai rất là sang trọng nha quý vị nha, sang trọng lắm luôn á. Đây Givenchy nha quý vị ha. Đó còn có hai chai thôi, không có còn nhiều. Dạ mấy chai này là 499.000 một chai, thì còn có hai chai thôi em xả luôn quý vị. Mọi người nhìn nè, cái kệ nước hoa nè không có còn luôn đó. Rồi 499.000 em sale cho quý vị, còn 250.000 một chai. Ai chốt được thì chốt giùm em, comment giùm em nước hoa 250.000 nha. Rồi một kem body cho Linh Linh luôn. Ok Linh Linh, dạ kem body này có bỏ sỉ không chị? Có nha em nha. Khi mà sỉ là từ 3 hộp trở lên, em mua 3 hộp là được tính giá sỉ rất là rẻ. Và đặc biệt bên em còn tuyển sĩ để bán kem nha quý vị nha. Ai muốn làm giàu, mỗi ngày chỉ cần bán từ 1 đến 3 chai, 3 hộp kem thôi. Một tháng có trong túi từ 4 tới 5 triệu. Rồi Linh Linh kem body tặng một cái tẩy tế bào chết luôn. 15 tuổi dùng được rồi nha con ơi, chửi em đi Su. Ôi bị điên không? Có bị điên không mà vô kêu ta chửi. Kem body 240. Kem body 240 nha quý vị. Sĩ 40. Đó. Sĩ 40.000. Bán chắc bán nước mắm hay gì mà rẻ gì vậy. Thơm quá trời thơm. Mùi kem cực kỳ thơm quý vị nha. Còn cái này là 250.000. Chai này không thơm, không lấy tiền quý vị nha. Ai chốt đừng chốt cho em chai này ha. Mèo hello cậu cậu. Cái là sao cái này nó bự quá rồi sao đó. Được. Bự như cái mỏ luôn. Được mà. Ê đưa dùm xô xô mấy cái bên đó đi. Cái gì? Cái này còn chai rồi sao mấy. Ừ lấy mấy đó vào đây đi. Dạ tuyển sĩ vốn rất là thấp. Nguyễn Tâm cho Nguyễn Tâm nha. Sĩ không tới 1 triệu đồng là được sĩ nha quý vị nha. Và những lần sau á, khi mà mọi người đặt chỉ cần lấy hình up nha. Còn ai mà sĩ nhập hàng về nhà mình á thì sẽ rất là rẻ, để chi phí rất là rẻ luôn. Còn sĩ theo dạng mà cộng tác viên á là lần đầu tiên bạn lấy đơn là không tới 1 triệu đồng nữa là được tính giá sỉ, rất là hữu nghị luôn. Và mỗi ngày mọi người chỉ cần bán 1 tới 2 hộp kem body, 1 tháng mọi người sẽ có trong 5 triệu đồng nha. Hứa danh dự luôn. Rồi một kem body cho Nguyễn Tâm luôn.